Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại video clip mà tôi sẽ tiếp tục review về đàn chó Chihuahua nhà mình. Thì hôm nay thì mình sẽ bắt đầu mình quay thêm cái quá trình mà tụi nhỏ nhà mình nuôi bắt đầu nó lớn lên, biết đi rồi. Hôm nay là tụi nó bắt đầu tập tành đi rồi nè. Tụi này thì hôm nay nó đi nhìn nó vui lắm. Nên là mọi người cùng coi video này nhá. Mọi người cùng coi nhá. Hiện tại thì các bé nó bắt đầu tập bò này, mình có thả ra ngoài cho mấy bé nó bò này. Chưa có đi được vững bằng 4 chi. Nói chung là các chân thì mới chỉ gọi là di chuyển thôi, đẩy người lên về phía trước. Chuyên gia có cái tật là cứ đè lên nhau mà sống. Thì bây giờ cũng không có quản nó ổn nhiều nữa rồi, cứ nằm xa xa thôi. Một phần thì do là các bé nó cứ mỗi lần cho mẹ nó sát bằng một cái là lại muốn đòi bú, thế là cho nên nhiều nó sẽ ít khi nó quấn con. Khi nào mà như là có sữa ấy, cảm giác là tức sữa rồi thì nó lại chạy vào ổ cho con bú. Thế là bây giờ nhóc của nó được bú rồi, bắt đầu giỡn với nhau này, không thôi lắm. Hôm nay LGBT chắc rồi này, thôi ok, đực với nhau không mà chúng làm mấy trò gì cả. Đấy, các bé thì hiện tại là càng lúc càng lớn hơn, khỏe hơn, đẹp hơn, và có một cái đặc điểm là khuôn mặt tịt nhưng vẫn như chó mực, không có nhà nào quấy nhiều. Đây mọi người nhìn kỹ này. Ôi, cái thập tự này hôm nay nhìn nó ra giống như một con chim luôn rồi, con chim đang giang cánh này. Đấy. Ngỡ con. Nó nhìn thấy nó lại giống một con chim luôn, đang giang cánh bay lên giống như kiểu đại bàng ấy, rất là đẹp. Một đặc điểm nữa thì hôm bữa mấy con đen mình không nhìn kỹ, một phần là do cái lớp lông nó chưa có mọc lên nhiều. Hôm nay thì các màu lông của nó rõ hơn thì đều thấy là các bé này đều lên 4 mắt cả. Đều là màu phối theo dạng màu phối trắng đen này, này thì trắng không phải trắng nữa mà giống như xám đen bốn mắt. Đấy, hai bé này đều là màu đen, màu có bé kem trắng này là không có bốn mắt thôi, tại cái màu trắng đấy nó không có, nhưng mà bù lại bé này có quả đầu cực đẹp luôn. Nói chung là quả đầu thì nhìn tròn, mõm cực ngắn, nhô cao như là đầu ông thọ ấy. Kiểu é qua tim mà nhìn người xíu lấy hình con ánh mắt âu yếm, mắt yêu thương. Làm gì khóc, ai làm gì con đâu mà con nó khóc rồi rưng rưng ôm bỏ xuống nhá. Ôi dồi ôi, nghe khóc và sân si rồi đó. Một phần bây giờ Lim sẽ ra nằm, kiểu như nó đầu tức vú thôi, ra nằm đây để cho con nào mà đầu thì sẽ bu lại. Không cho bú, nó đi ra. Đây thưa quý vị, hôm nay thì mấy con này nó bắt đầu nó lớn rồi. Mình vừa về mình thăm ổ thì thấy trong ổ giờ chỉ còn có hai con đen thôi. Con trắng thì đây này. Đấy, nó bò ra ngoài để tấp đi đấy. Lim thì đang cố gắng để đẩy nó vô nãy giờ mà nó không thèm vô. Kiểu như nó tập tành, nó biết đi rồi, nó cứ bò ra ngoài nó đi vậy thôi. Đấy, thì hai con đen kia vẫn còn nằm trong đùa giỡn lôi nghịch nhau như hai thằng bê đê ấy. Đứa nằm ra phè ra, đấy nhắc đến cái cho dậy. Cũng tập tành rồi, toàn bò ra mà không có sức để ra. Còn ăn trắng đầu đàn này, ăn kiểu như là ăn cứng cáp hơn, ăn bò ra ngoài ăn nằm. Đi lại một lúc sau giờ bất lực, nằm im ở đây luôn. Hai con kia, hàng bê đê này thì nãy giờ cứ ở trong ổ chơi với nhau rồi thôi, chưa có sức để bò ra ngoài. Chơi lúc chán rồi thằng kia nằm bật rồi đây. Đây thằng đen út nha mọi người, cái thằng mà mình đang nhìn thấy đây là thằng đen út. Thấy nó cũng đang tập tành, nó đòi nó bò ra ngoài nó chơi với thằng lớn của nó này. Bây giờ nó cũng bò ra được rồi kìa. Đấy, đang bò đi, đó, bò đi lại mẹ Lim này. Ủa, bò như bơi ấy, chứ không phải là bò nữa. Ôi trời ơi. Hôm nay là ngày thứ 24. Sau 3 tuần thì những bé này đã bắt đầu đi nhiều hơn rồi. Bé trắng hôm nay đi được mặn hơn rồi nè. Nhưng mà còn hai bé đen thì hầu như là vẫn chỉ đang gọi là tập thôi chứ chưa đi được. Đấy, bé trắng đi nè. Trắng bé đi sỏi rồi nè. Bé lớn nhất đèn á. Sỏi hơn là hai bé đen kia rồi. Hai bé kia thì đi mới lết thôi. Bé này đi được tập tận rồi nè. Đó.
Trong thời gian tới thì các bé sẽ cứng cáp dần, ăn uống dần, thì lúc đấy mình sẽ bắt đầu để các bé về nhà mới. Mọi người nếu mà thấy hay, thấy thích nuôi về dòng trẻ Chihuahua này có thể inbox với mình để rước các bé nhé. Bye bye mọi người, hẹn mọi người các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.